Như vậy là sau nhiều ngày với hàng loạt thông tin cũng như những video lộ tại Paris Motor Show, thì mẫu SUV VinFast mang tên Lux SA 2.0 vừa có màn ra mắt ấn tượng. VinFast Lux SA 2.0 là mẫu SUV có thiết kế chung platform của mẫu BMW X5 F15 thế hệ trước. Vậy nên, nếu nhìn phần hông xe, nét BMW thể hiện rất rõ. Tuy nhiên, VinFast đã thay đổi nhiều ở phần đầu xe và đuôi xe để tạo thêm dấu ấn riêng cho mẫu xe của mình. Trong video này, mời các bạn cùng Auto Daily tìm hiểu những điểm giống và khác nhau giữa Lux SA 2.0 và BMW X5. Xét về phần thiết kế ngoại thất và trang bị, thiết kế tổng thể của xe các bạn có thể thấy ngay SUV SA 2.0 chịu ảnh hưởng lớn từ dáng của xe BMW X5. Tuy nhiên, phần đầu xe và đuôi xe được cập nhật và thay đổi. Nắp capo có đường gân dập nổi, giãn rộng sang hai bên. Phần đầu xe có thiết kế theo kiểu đèn định vị LED ban ngày đặt cao. Hệ thống đèn pha và cốt LED được chuyển xuống phía dưới, có chế độ bật tự động. Dưới cùng là đèn sương mù LED. Mặt ca lăng được lấy cảm hứng từ những cánh đồng ruộng bậc thang. Camera trước nằm dưới logo chữ V. Xe được trang bị camera 360 độ, nhưng chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất. Logo chữ V và thanh chrome kết hợp giải LED ban ngày cách điệu chữ F đại diện cho thương hiệu VinFast. Đèn hậu LED trên xe VinFast được thiết kế liền mạch giống như Porsche, Aston Martin hay Bugatti. Như vậy là toàn bộ hệ thống đèn của VinFast SUV SA 2.0 đều là full LED. Còn đối với mẫu BMW X5, với phần lưới tản nhiệt to bản mà mọi người hay gọi là hai quả thận đặc trưng, lưới tản nhiệt này sở hữu công nghệ đóng mở tự động và SA 2.0 cũng sở hữu công nghệ này. Cụm đèn trước được tách ra riêng biệt nhưng vẫn giữ được sự sắc sảo, tinh tế. Xe có giải đèn LED chạy ban ngày, bao bọc những bóng cầu thủy tinh bên trong. Đuôi xe có thiết kế phong cách thể thao khi được tạo hình từ các đường cắt gọt. Phần đèn hậu của xe dạng LED, cản sau vuông vắn với chất liệu hợp kim bắt mắt. Tiến ra phần đuôi của Lux SA 2.0 lại có phong cách thiết kế mềm mại hơn nhưng vẫn giữ được chất thể thao qua các chi tiết như cụm ống xả kép, hai khe khuếch tán gió khi động học ở cản sau thường xuất hiện trên các mẫu xe hiệu suất cao. Phần hông nổi bật với bộ mâm phay xước kích thước lớn có logo VinFast nằm chính giữa. Xét về thiết kế nội thất thì so với các thế hệ cũ, BMW X5 mới có khoang nội thất được cải tiến và trang bị nhiều hơn về mặt tiện nghi cho người sử dụng. Còn bên trong khoang nội thất của VinFast Lux SA 2.0, chúng ta có thể thấy toàn bộ phong cách thiết kế khá tương đồng với mẫu BMW X5 đời trước mã F15. Toàn bộ bảng táp lô của Lux SA 2.0 có thiết kế đẹp mắt cùng chất liệu nhựa mềm dạng cao cấp và đèn ambient light cùng những mảng ốp gỗ hoặc nhựa vân carbon. Khác với BMW X5 thì Lux SA 2.0 sở hữu một màn hình trung tâm dạng dọc 10,2 inch có thể tùy chỉnh hình nền là các hình ảnh phong cảnh của Việt Nam. Và xe thì đương nhiên cũng được trang bị những kết nối Apple CarPlay hay Android Auto. Ghế lái và ghế hành khách của hai xe đều trang bị chỉnh điện 6 hướng và nhớ 2 vị trí. Và ghế của SA 2.0 cũng có tấm đỡ trần tương tự như trên BMW X5. Da trên xe là loại da thật Nappa cho phiên bản cao cấp, còn tùy chọn bản thấp hơn là da thật bình thường. Không gian hàng ghế sau thì nhìn chung cũng như các cái mẫu BMW X5 bởi trục cơ sở là giống nhau. Xe thì được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập có chức năng Clean Zone. Hệ thống loa trên phiên bản cao cấp nhất là loa Harman Kardon. Cốp sau của mẫu Lux SUV SA 2.0 này thì được trang bị cái cơ cấu đóng mở bằng điện nhưng mà chưa được trang bị đá cốp. Xét về khả năng vận hành thì VinFast Lux SA 2.0 sở hữu động cơ tăng áp N20 từng dùng ở trên nhiều mẫu BMW X5 F15 thế hệ trước. Này có dung tích 2.0 lít tăng áp, công suất 228 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm. Lux SA 2.0 có hai tùy chọn hệ thống dẫn động là một cầu sau chủ động hoặc bốn bánh toàn thời gian. Đối với BMW X5 thì xe sử dụng động cơ 6 van 4 xi lanh có công suất là 306 mã lực tại 5.800 đến 6.400 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 400 Nm tại 1.200 đến 5.000 vòng trên phút và xe thì được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Cả hai mẫu xe đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp ZF nổi tiếng. Theo như chúng tôi dự đoán thì giá bán của mẫu SUV này sẽ dưới 1 tỷ, rơi vào khoảng từ 800 đến 950 triệu Việt Nam đồng. Sẽ nằm cùng với các mức giá của sản phẩm như Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Mazda CX-5 và Honda CR-V bản thấp. Còn các bạn hãy đưa ra những dự đoán giá cụ thể bằng cách comment ngay bên dưới video này. Hãy like và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi các thông tin thú vị về xe tại thị trường Việt Nam.